Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 033. Việc đầu tiên là thầy sơ đồ hóa bài toán. Phản ứng đầu tiên là phản ứng phụ với HCl vừa đủ là 1 mol. Như vậy thầy dùng bảo toàn nguyên tố clo, thầy tìm ra được Cl trừ ở đây là 1 mol. Sắt 2 cộng và đồng 2 cộng tương ứng là x và y mol. Lý do vì sao thầy lại có ở đây chỉ có sắt 2 cộng? Thầy giải thích thêm một chút là người ta bảo sau phản ứng có đồng dư kim loại đồng dư này. Đó, 0,256A gam chất rắn không tan chính là đồng dư. Đồng dư sẽ phản ứng hết với sắt 3 để chuyển hết về sắt 2. Kết quả tạo ra đồng 2 cộng và sắt 2 cộng. Sản phẩm sinh ra nước của thầy là 0,5 mol, thầy dùng bảo toàn nguyên tố hydro. Ok. Như vậy thông tin về sơ đồ thứ nhất thầy biểu diễn hết trên này rồi. Mục tiêu bây giờ thầy phải tìm được giá trị x và y, vậy thầy là phải lập phương trình với nó. Thì có những số liệu nào để lập phương trình? Các em tiếp tục sang thí nghiệm 2. Thí nghiệm 2 của thầy là khử CO hoàn toàn thì ra kim loại sắt và đồng 42 gram và khí CO2. Như vậy, ở đây thầy sẽ tìm ra được cái thông tin đầu tiên là thông tin của A gram này. Đó, thầy có là bảo toàn khối lượng. A của thầy sẽ bằng 42 là khối lượng của kim loại. Cộng với 0,5 nhân với 16 là khối lượng của oxy. Oxy tìm được dựa vào số nước ở đây. Đây chính là oxy trong oxit. Tìm ra được bằng 50 gram luôn đây. Bằng 50 gram. Đó, bằng 50 luôn. Thế thì các em tìm ra được giá trị của nó. A bằng 50 thì suy ra đồng của thầy dư sẽ bằng 0,2 mol. Như vậy, từ đây thầy lập hệ phương trình với x và y. Phương trình 1 là thầy dùng bảo toàn điện tích cho dung dịch ban đầu này. Phương trình 2 là phương trình khối lượng kim loại. Khối lượng kim loại là 42 gram. Thì sẽ bằng là bằng 56x cộng với 64y cộng với đồng dư ở đây là 0,2 đây. Nhân với 56 bằng 42. Giải phương trình các em tìm được x bằng 0,35, y bằng 0,15. Các em tìm được y rồi thì bảo toàn nguyên tố đồng. Thầy có phần trăm đồng sẽ bằng 44,8%. Đáp án thầy có là D.